Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt ở làng Lại Ân, hay còn gọi là làng Sinh ở Huế. Và hôm nay cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm thì ở ngôi làng này lại tổ chức lễ hội Bậc Lăng Sinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lễ hội này nhé. Bắt đầu nào. Dù ai đi đó đi đây, ngày 10 hồi bậc nhớ quay về Sinh. Đó là câu ca dao được người dân xứ Huế truyền tụng qua nhiều đời. Khi nói về một lễ hội rất nổi tiếng được tổ chức vào dịp đầu xuân ở một làng quê. Làng quê này nằm cạnh ngã ba Sinh, điểm hợp lưu giữa sông Bồ với sông Hương. Đó chính là hội Bậc Lăng Sinh. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về làng Sinh nhé. Làng Sinh, tên nôm của làng Lại Ân, nay thì thuộc xã Phú Mậu, thành phố Huế, là một trong những làng được hình thành khá sớm của xứ Thuần Hóa. Ngoài nghề làm tánh mộc bản cổ truyền rất nổi tiếng, làng Sinh hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của cha ông. Trong đó có hội vật được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Hội vật này thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân địa phương và khách thập phương về tham dự. Hội vật của làng được hình thành cách đây hàng trăm năm và được duy trì cho đến tận ngày nay. Khác hẳn với hội vật ở các làng quê tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân làng Sinh tổ chức hội vật như một hình thức giải trí đơn thuần trong dịp Tết đến xuân về, chứ không vì mục đích là tuyển chọn người tài hay là có sức vóc để vào đội binh lính tinh nhuệ của triều đình ngày xưa. Chính vì vậy mà đây là hoạt động văn hóa truyền thống giàu tinh thần thượng võ, khích lệ việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí của những người trẻ. Bên cạnh đó, đối với người dân địa phương thì hội vật còn mang ý nghĩa tâm linh, là cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Hội vật Lăng Sinh chỉ diễn ra trong một ngày và có hai phần là phần lễ và phần hội. Nếu muốn đến tham dự thì mọi người phải đi sớm nha, tầm khoảng 5:30 sáng. Phần lễ thì được tổ chức khá tôn nghiêm tại đình làng Lại Ân. Tại đây các cụ cáo niên trong làng sẽ làm nghi lễ vái tà thanh hoàng của trưởng tộc ở đình làng. Sau đó phần hội thì chính thức được bắt đầu. Hội vật Lăng Sinh về cơ bản áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc là phải đánh ngã đối thủ ở tư thế là lấm lưng tặng bụng, đồng thời giữ hoặc đè đối thủ trong vòng 3 giây là thắng. Nét đặc trưng của hội vật Lăng Sinh là bất kỳ khán giả nào cũng có thể đăng ký tham gia. Lễ làng quy định các đối vật dự đấu không nhất thiết phải là người địa phương, mà bất kỳ khán giả nào cũng có thể được lên sới đấu vật. Hai võ sĩ trước khi tham gia phải làm các nghi thức lễ và thắt đai màu xanh hoặc đỏ. Bên cạnh đó, vì chú trọng tính thân thường võ nên tại hội vật thì những đòn nguy hiểm như là bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công vào hạ bộ, yết hầu hay mắt là hoàn toàn bị cấm. Có thể do điều kiện dự hội khá đơn giản, không đề cao việc thắng thua mà chỉ đơn thuần là thử sức, nên cứ đến ngay làng mở hội vật là trái tráng khắp nơi theo nhau về làng Sinh. Đấy chính là hình thức gìn giữ nét văn hóa truyền thống vô cùng hiệu quả, bởi chính người dân là chủ thể tham gia để mà bảo tồn lễ hội này. Nhưng mà năm nay, năm 2022 này, do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp nên mà Huế cũng chủ trương không tổ chức hội vật. Tuy nhiên, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, nhằm không để lễ hội mai một qua năm tháng, thì làng Lại Ân vẫn sẽ tổ chức phần nghi lễ truyền thống tại đình làng và tổ chức vật lễ lễ gồm có 4 cặp là 2 cặp thiếu niên và 2 cặp thanh niên thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Mang đây đỏ, mang đây xanh. Ai sẽ là con đường thiếu niên? Ai sẽ là con đường thiếu niên năm nay? Hiệp thứ nhất đang diễn ra. Đây cái nhà trong cao tới.
chân và họ râm mang đây đó. À, chúng ta thể hiện tinh thần thượng võ, thắng thua là chuyện bình thường. À, tinh thần rất là cao thượng, thắng thua chuyện bình thường. Chúng ta thi đấu một cách có nghệ thuật và kỹ xảo, kỹ năng, thể hiện cái tài năng về võ thuật, về môn vật võ. Sau một năm đánh đòn vật khổng lồ, một năm bạn nữ đã được đánh đòn bằng bạn của đội quân, và đã đánh vỏ rung và bạn đòn rất nhanh. Và về phần thưởng, ngoài giải càng dành cho chức vô địch, làng còn trao thưởng cho tất cả những đồ vật tham gia tranh tài, mà mình thấy phần thưởng tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên lớn và được đóng góp bởi những bà con trong làng nữa. Quan trọng là không khí lễ hội, sự cổ vũ nhiệt tình của người dân xem hội mang đến không khí đầu xuân vui vẻ ha mọi người. Trải qua 3 tháng trăm của lịch sử, hội vật Lang Sinh ngày nay đã có một vài thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Nhưng không gian văn hóa xưa vẫn còn lưu giữ lại những dấu ấn rõ nét về một vùng đất thượng võ. Và trong tâm khảm của mỗi người dân xứ Huế, tiếng trống hội vẫn vang vọng, thúc giục khách thập phương quay về. Đó chính là những minh chứng cho một giá trị văn hóa trường tồn của hội vật Lang Sinh.
Rồi, như vậy thì mọi người cũng đã cùng mình, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lễ hội Vật Lăng Sinh, một trong những lễ hội đặc sắc bậc nhất ở Huế, đề cao tinh thần thượng võ cũng như là rèn luyện sức khỏe cho người dân. Mọi người nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.